Theo kênh Military Summary, chiến dịch tấn công quy mô lớn mùa hè của Moscow đã bắt đầu. Tại mặt trận Avdivka, các lực lượng Nga đang tiến rất nhanh và sâu hơn về phía Tây. Sau khi chiếm thành công Novo Kalinove và Keramik, lực lượng Ukraine rơi vào tình thế nguy cấp. Tại Krasnohorivka, Nga cũng đang giành được thế trận, duy trì áp lực thông qua các đợt tập kích hỏa lực mạnh mẽ trên diện rộng bằng bom FAB và pháo binh. Về phía Kupiansk, sau một thời gian dài ngừng hoạt động, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ. Họ đã chiếm làng Kislipka và đang phát triển trên nhiều mặt trận. Kênh Spetsnaz 007 cho biết, chiến dịch tấn công quy mô lớn mùa hè của Nga đã bắt đầu với đột phá lớn nhất theo hướng Abdipka. Quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và đang tiến lên nhanh chóng. Lực lượng Ukraine rút lui và 100 tù binh bị bắt kênh riba cho biết theo hướng abdipka các đơn vị lực lượng vũ trang nga đã giành quyền kiểm soát novo kalinove và củng cố vùng ngoại ô phía đông của làng keramik ở berdichi các đội xung kích cũng đã đạt được thành công với thắng lợi hoàn toàn quốc kỳ của nga đã được treo trên một tòa nhà ở phía tây của khu định cư kênh surijakmap đưa tin ở bắc và tây abdipka nga nắm toàn quyền kiểm soát khu định cư berdichi khi những người lính ukraine cuối cùng rút lui về phía tây Mặt khác, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía đông Ocheritin và phía nam Novokalinov. Tại địa phương này, họ đã kiểm soát khu vực trung tâm và buộc đối phương phải rút lui về phía bắc tới hệ thống chiến hào. Cuộc rút lui của Kiev cũng diễn ra từ trung tâm Keramik. Trong 24 giờ qua, các đơn vị Nga tiếp tục truy quét lãnh thổ rộng lớn của nhà máy vật liệu chịu lửa và xung quanh để lấy khu vực đó làm bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo cùng lúc đó các đơn vị nga ở phía đông krasnodaripka bằng một cuộc tấn công nhanh chóng đã chiếm quyền kiểm soát một trong những con đường dọc theo con đập dẫn từ thành phố về phía bắc dọc theo vị trí của lực lượng kiev tại các tòa nhà cao tầng ở quận sovetsky nếu lối thoát hiểm ngang qua tòa nhà bị cắt đứt họ không thể thoát ra ngoài con đường thứ hai có cây cầu nằm hơi chết về phía tây lực lượng moscow chỉ còn chưa đầy một km nữa là đến được đó nếu đường này cũng bị cắt, thì trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào phía tây bắc Krasnogorivka, nhóm lực lượng Kiev ở Sonikny sẽ rơi vào bẫy. Kênh Riba cho biết, trên hướng Donetsk, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa ở Krasnogorivka. Đội hình Ukraine đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất nhưng không thành công. Trong khi đó, ở khu vực Kurakhov, Kiev đang xây dựng tuyến phòng thủ mới. Theo kênh Sudiyakmap, ở phía tây thành phố Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục giành thắng lợi khi đã nắm quyền kiểm soát trạm xăng Grand Alliance và các tòa nhà lân cận trên đường Soviet, do đó đã tiến đến tiểu khu phía đông Krasnogorivka. Kênh Riba đưa tin, đêm 26 dạng sáng ngày 27 tháng 4, các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, làm hư hại 4 nhà máy nhiệt điện. Các sân bay ở khu vực Dnipropetrovs và Mykolaiv cũng bị tấn công. Đổi lại, lực lượng Ukraine lại thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào các cơ sở ở vùng Krasnodar, với đám cháy bùng phát tại hai nhà máy lọc dầu và đã được các cơ quan liên quan dập tắt kịp thời. Theo hướng Kupians lực lượng Kiev đang rút lui từ Kislivka đến Koliarika gần đó. Nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình nghiêm trọng của quân đội Ukraine trong khu vực do thiếu vũ khí hạng nặng. Ukrainska Pravda dẫn tuyên bố của Nava Volosin, người phát ngôn nhóm lực lượng chiến lược tác chiến Khotystia thuộc quân đội Ukraine, thừa nhận Nga đã thiết lập được chỗ đứng ở làng Ocheritin. Trong khi đó, các nhà phân tích của kênh Deep State có liên kết với quân đội Ukraine báo cáo rằng ngôi làng Berdychi đã thất thủ. Ông Volosin nói, Nga đã đột phá và thiết lập được chỗ đứng ở một khu vực nhất định của khu địa cư này, Ocheritin. Hiện tại, khu vực mà đối phương chiếm được nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Mọi biện pháp đang được thực hiện để đánh bật họ ra khỏi đó và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Ông Volosin cho biết lực lượng Moscow đã sử dụng bốn lữ đoàn tấn công Ocheritin. Người phát ngôn cho biết, về phía chúng tôi, tất cả các biện pháp đang được thực hiện để ổn định tình hình trên mặt trận áp Deepka và giành lại quyền kiểm soát Ocheritin. Vì mục đích này, nhân sự và vũ khí bổ sung từ lực lượng dự bị đã được triển khai. Đồng thời, Deep State đưa tin lực lượng Moscow đã chiếm được ngôi làng Berdichi ở phía nam Ocheritin. Deep State viết, Nga đã chiếm được Berdichi, treo cờ của họ ở ngoại ô phía tây của ngôi làng. Giao tranh vẫn tiếp tục ở phía tây Berdychi, lực lượng phòng thủ Ukraine không thể giữ được chiến tuyến. Vì vậy, việc rút lui khỏi vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng là một biện pháp bắt buộc. Nhưng điều quan trọng nhất là cứu được sinh mạng của binh sĩ. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào thứ Bảy, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công của đối phương theo hướng Adivsky, và 12 cuộc tấn công theo hướng Liman. Báo cáo có đoạn, trong ngày 71 cuộc đục độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, Nga đã phóng 31 tên lửa, thực hiện 46 cuộc không kích và 23 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novo Pavlovsk, Marinka, Odekhov, Zaporizhia và Kherson. Trong ngày, máy bay của lực lượng phòng vệ đã thực hiện các cuộc tấn công vào 16 khu vực tập trung quân đối phương. Ngoài ra, một tên lửa KH-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy, báo cáo viết. Ukrainska Pravda đưa tin, cơ quan quân quản vùng Kiev cho biết tại khu vực Kyiv, Phòng không Ukraine đã được kích hoạt khai hỏa đánh chặn máy bay không người lái của đối phương. Báo cáo có đoạn, đã phát hiện được chuyển động của UAV đối phương, lực lượng phòng không đang làm việc trong khu vực. Đừng chụp ảnh hoặc quay phim công việc của những người bảo vệ chúng tôi. Lúc 22h57 ngày 27 tháng 4, cảnh báo không kích được công bố tại khu vực Kiev. Kyiv Independent đưa tin, trong bài phát biểu tối 27 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống phòng không Patriot và kêu gọi các đối tác không lãng phí thời gian nhằm đưa ra tín hiệu quyết tâm cho Nga. Ông nói, tất nhiên tôi cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp đỡ chúng tôi về phòng không. Giờ đây, mọi hệ thống bảo vệ bầu trời, mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa đều đang bảo vệ sự sống theo đúng nghĩa đen. Và điều quan trọng là tất cả các thỏa thuận mới đối với các đối tác để tăng cường phòng không của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi sáng kiến của những người bạn Ukraine đều giúp đỡ, đặc biệt là việc tìm kiếm và cung cấp Patriot, để tất cả những điều này diễn ra nhanh chóng càng tốt. Ukraine cần 7 hệ thống, đây là mức tối thiểu, ông nhấn mạnh. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng, trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào sáng thứ Bảy 27 tháng 4, quỹ đạo của tên lửa và bản chất của cuộc tấn công đã được Nga tính toán theo cách làm phức tạp, thêm công việc phòng không của chúng ta. Mục tiêu chính của 34 tên lửa đối phương là các cơ sở năng lượng khác nhau, cơ sở vận chuyển điện và khí đốt. Đài Radio Liberty công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào kho dầu Rosneft ở làng Raddoro, vùng Smolensk. Trước đó, căn cứ quân sự Nga ở làng Raddoro bị UAV của Ukraine tấn công vào ngày 24 tháng 4. Gần căn cứ này, vào cùng ngày, nhà máy lọc dầu Rosneft ở một địa phương khác trong khu vực là Yasevo cũng bị tấn công các kho dầu đã bị máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine SBU, tấn công. Khoảng 26.000 mét khối nhiên liệu và dầu bô trơn của Nga đã được cất giữ tại các căn cứ này. Sau vụ nổ, đám cháy quy mô lớn bắt đầu xảy ra tại các cơ sở và nhân viên đã được sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng tổn thất về quân lực của Ukraine đã vượt quá 8.000 binh sĩ trong tuần qua trong bối cảnh Moscow tiếp tục tấn công mạnh vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine, theo đài RT. Các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát các làng Novo Mikhailovka và Bogdanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Quân Moscow cũng đã đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực, bộ này cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại Abdiivka khi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netalovo Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Theo Nga, quân Kiev cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất và gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp lực lượng Nga cũng phá hủy 8 hệ thống bắn pháo của Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 VAPI do Cộng hòa Séc cung cấp. Lực lượng phòng không và không quân của Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29, máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25, cùng với gần 1.700 UAV của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội Nga đã bắt giữ 15 binh sĩ Ukraine làm tù binh trong tuần qua. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine bắn ít nhất 60 quả đạn vào các khu dân cư ở tỉnh Belgorod sát biên giới với Ukraine trong ngày qua. Các cuộc pháo kích nhắm mục tiêu vào tổng cộng 5 quận trong khu vực, lực lượng phòng không Nga đã triển khai đánh chặn các cuộc tấn công trên của Ukraine. Từ The Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin an ninh Ukraine rằng cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã triển khai máy bay không người lái UAV tấn công hai nhà máy lọc dầu và một sân bay quân sự ở tỉnh Krasnodar của Nga vào đêm 27 tháng 4. Nguồn tin cho biết UAV đã tấn công các cơ sở công nghệ quan trọng tại nhà máy lọc dầu Insky và Slavians trong đêm 27 tháng 4, gây ra hỏa hoạn và buộc các cơ sở này phải gấp rút sơ tán nhân viên theo nguồn tin SBU và lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng tấn công căn cứ không quân sự Kuschiovskaya, nơi đặt hàng chục máy bay quân sự radar và thiết bị tác chiến điện tử của các lực lượng Moscow. SBU tiếp tục tấn công một cách hiệu quả vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng phía sau phòng tuyến của đối phương làm giảm khả năng chiến đấu của Nga, nguồn tin cho hay. Phía Nga xác nhận có UAV tấn công các nhà máy lọc dầu, quy trách nhiệm cho Ukraine Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Theo hãng thông tấn Ukraineform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, trong ngày 27 tháng 4, các lực lượng Nga tổng cộng 31 lần nã tên lửa, 46 lần không kích, 23 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Tổng cộng có 71 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 59 cuộc tấn công của quân Nga ở 5 chiến trường trọng điểm ở tỉnh Donetsk, hầu hết là trên trục Abdika. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng máy bay Ukraine tấn công 16 cụm nhân lực của quân Nga, trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ một tên lửa dẫn đường KH-59 của các lực lượng đối phương. Ông Leo Dolcetti, quốc vụ khanh lực lượng vũ trang Anh, ước tính rằng Nga có thể đã mất 450.000 quân và hơn 10.000 xe bọc thép ở Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ông Dolcetti nói, Chúng tôi ước tính khoảng 450.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngoài ra, ông nói rằng số lượng thành viên của các công ty quân sự tư nhân Nga thiệt mạng hiện chưa được công bố. Chúng tôi cũng ước tính rằng có hơn 10.000 xe bọc thép của Nga, bao gồm gần 3.000 xe tăng chiến đấu chủ lực, 109 máy bay cánh cố định, 136 máy bay trực thăng, 346 máy bay không người lái, 23 tàu hải quân các loại và hơn 1.500 hệ thống pháo binh đã bị Ukraine phá hủy, tịch thu hoặc bị bỏ lại kể từ khi bắt đầu xung đột. Ông cho hay, Nga chưa bình luận về thông tin này. Vào tháng 2, New York Times dẫn một nguồn tin ở Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại của lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine là 300.000 người, bao gồm cả số người thiệt mạng và bị thương. Vào thời điểm đó, Mỹ ước tính gần 2 năm chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã tiêu tốn của Nga tới 211 tỷ đô la Mỹ, gây thiệt hại 10 tỷ đô do hủy hoặc tạm dừng thỏa thuận bán vũ khí. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23 tháng 4 cho biết, Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai nước. Tổng cộng, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu quân nhân kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Shoigu phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng. Ông Shoigu tuyên bố Nga đang chiếm thế chủ động dọc theo toàn bộ chiến tuyến và đang đẩy lùi lực lượng Ukraine. Bộ trưởng cho biết thêm, ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự tương xứng với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba, nhưng viễn cảnh hai bên ngồi vào bàn đàm phán trở lại vẫn chưa rõ ràng do bất đồng về điều kiện tiên quyết. Cả hai bên đang bước vào một cuộc chiến tiêu hao và bên nào có thể duy trì năng lực quân sự lâu hơn sẽ giành ưu thế lớn hơn. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko ngày 27 tháng 4, thông báo quân đội Nga đã tập kích vào các hạ tầng năng lượng ở tỉnh miền Trung Dnipropetrov cùng hai tỉnh miền Tây gồm Lviv và ivano frankivsk Các vụ tập kích làm hư hại trang thiết bị và khiến ít nhất một công nhân bị thương. Ditech, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết bốn nhà máy nhiệt điện chúng tập kích. Đối phương tấn công quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Thiết bị của công ty bị hư hại nghiêm trọng, công nhân đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Ditech mô tả trong thông cáo không đề cập chi tiết thương vong tại hiện trường. Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Olechuk cho biết nước này đã đánh chặn 21 trong tổng số 34 tên lửa mà phía nga khai hỏa trong đêm. Ông cho biết Ukraine đã huy động tiêm kích, các đơn vị phòng không, các đội hình hỏa lực cơ động và tác chiến điện tử vô tuyến cho chiến dịch lần này. Riêng tại tỉnh Donetsk, Không quân Ukraine đánh chặn 13 quả tên lửa. Tuy nhiên, thiệt hại hạ tầng dân sự vẫn được ghi nhận trong địa bàn tỉnh Dnipropetrovsk và thành phố Rih theo tỉnh trưởng Shoheilisak. Kể từ ngày 22 tháng 3, quân đội Nga đã đẩy mạnh chiến lược tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine tấn công nhà máy nhiệt điện lẫn thủy điện nước này gần như mỗi ngày. Giới chức Ukraine cho biết hạ tầng năng lượng quốc gia mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và 35% sản lượng thủy điện. Nga chủ yếu nhắm vào các nhà máy điện ở những tỉnh ít được bảo vệ hơn Kiev thay vì không kích diện rộng như trước. Loạt cuộc tập kích cũng cho thấy Moscow đã thay đổi tính toán khi phá hủy cơ sở sản xuất điện một cách tập trung và chính xác hơn, thay vì chỉ nhắm vào mạng lưới phân phối điện của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, loạt trận tập kích gây thiệt hại nặng hơn mùa đông 2022-2023 và nhằm tạo ra tổn thất không thể khắc phục với Kiev. Tổng thống Putin ngày 11 tháng 4 cho biết các đợt tấn công hạ tầng năng lượng nằm trong kế hoạch phi quân sự hóa Ukraine, một trong những mục tiêu mà Nga tuyên bố khi phát động chiến dịch ở nước láng giềng cuối tháng 2 năm 2022. Chúng tôi cho rằng có thể gây hậu quả cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine bằng cách này, ông nói. Lãnh đạo Nga thêm rằng hoạt động quân sự này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga thời gian qua. 6 ngày sau khi chọc thủng phòng tuyến phía Tây Adipka của Ukraine, các lữ đoàn và trung đoàn Nga đang dần mở rộng ưu thế nhằm mở rộng mũi tấn công sâu 8 km ở điểm nóng Ocheretin. Tuần trước, sai lầm của Ukraine trong việc lâm chuyển lực lượng giúp Nga tiến sâu vào ngôi làng mà không bị đối phương kháng cự. Theo Forbes, tình hình trở nên ngày càng ngặt nghèo đối với các lữ đoàn Ukraine đã kiệt sức trong nỗ lực bảo vệ khu vực. Trong kịch bản tồi tệ hơn, Ukraine có thể sẽ mất thêm một vài ngôi làng xung quanh trục Ocheritin. Trong tình cảnh này, một kịch bản có thể được Ukraine tính tới là rút lui để tránh nguy cơ thiệt hại gia tăng. Tình huống lý tưởng nhất là Ukraine sẽ rút lui thêm vài km và tăng cường phòng thủ dọc theo phòng tuyến mới chạy từ phía bắc đến phía tây nam của Ocheritin. Sự rút lui đó có thể khiến Ukraine mất thêm vài chục km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, đó có thể chưa phải là điều tồi tệ nhất. Việc rút lui nếu được thực hiện không hiệu quả sẽ tạo cơ hội cho Nga tăng gấp đôi các cuộc tấn công cục bộ và khiến phòng tuyến Ukraine sụp đổ dây chuyền trên diện rộng. Trong chiến đấu, phương án rút lui là rất rủi ro, ngay cả khi đó là lựa chọn tốt nhất. Đó là lý do tại sao các quân đội mạnh thường lên kế hoạch rút lui cẩn thận như khi họ lên kế hoạch tấn công hoạt động rút lui nếu được thực hiện hỗn loạn sẽ tạo ra hàng loạt khoảng trống, phá hủy các trận địa phòng thủ, tạo điều kiện cho đối phương tận dụng cơ hội để mở rộng thêm các mũi tấn công. Chính vì vậy, Ukraine đang rơi vào thế ngặt nghèo khi họ đang vật lộn với câu hỏi nên ở lại chiến đấu tới cùng hay rút lui bảo toàn lực lượng. Cách Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở phía tây Abdiivka vào cuối tuần trước là chủ đề trách luận sôi nổi ở Kiev một số ý kiến đổ lỗi cho lữ đoàn cơ giới 115 của quân đội Ukraine, đơn vị gần đây đã luân chuyển đến Ocheretin và ngay lập tức bị lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 của quân đội Nga áp đảo. Một số khác chỉ ra rằng lữ đoàn cơ giới 115 không được trang bị đầy đủ và giống như tất cả các đơn vị Ukraine đang thiếu đạn dược khi chờ nguồn cung mới từ Mỹ. Ngoài ra, các đơn vị Ukraine phải chật vật giữ vững phòng tuyến khi Nga liên tục dội bom lượn phía trên Trung tâm Chiến lược Phòng thủ Ukraine thừa nhận Nga có lợi thế về không quân và pháo binh và thực hiện các cuộc tấn công gần như liên tục vào các vị trí của Kiev. Sự mất cân bằng về hỏa lực có thể mang tính quyết định khi trận chiến diễn ra ác liệt. Nhận thấy cơ hội và dường như cảm thấy tự tin vào cơ hội của mình, các chỉ huy Nga đã đưa lữ đoàn súng trường cơ giới 15 và 74 cùng với các đơn vị của sư đoàn xe tăng 90 mở rộng các mũi tấn công. Theo ước tính của Ukraine, Nga có tổng cộng hơn 10.000 quân đang xuyên phá ở hướng này, trong khi Ukraine chỉ có 3.000 lính. Mặc dù vậy, phòng thủ vẫn luôn dễ hơn tấn công, ngay cả khi phía tấn công có lợi thế về hỏa lực. Ukraine đang đặt niềm tin vào việc Nga có thể không giành thêm bước đột phá ở mũi tấn công này. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh Nga vẫn có những rủi ro lớn phải đối mặt việc tiếp tế cho các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 của Nga ở Ocheretin đã bị chặn lại một cách hiệu quả bởi lực lượng phòng thủ Ukraine, lực lượng duy trì quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn trên tuyến đường này. Khi xuyên sâu 8 km vào lãnh thổ Ukraine kiểm soát, lực lượng Nga ở đây về cơ bản đang cách xa tuyến tiếp tế và có nguy cơ dễ bị tổn thương. Ukraine đặt hy vọng rằng nếu họ có thể cắt đứt tuyến tiếp tế của Nga, Moscow sẽ buộc phải rút về mặc dù vậy phòng thủ trước lực lượng nga đang áp đảo về tiềm lực là nhiệm vụ khó khăn và ukraine cũng đối mặt với rủi ro sẽ bị thiệt hại nặng hơn nữa khi họ vẫn đang thiếu vũ khí tên lửa phòng không và nhiều đơn vị của kiev đang trong tình trạng kiệt quệ vì chiến đấu liên tục không nghỉ trong nhiều tháng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng của nước ông vào ngày 27 tháng 4 đã nhằm vào các cơ sở khí đốt quan trọng để cung cấp cho Liên minh châu Âu-EU. Nga vẫn đang bán khí đốt cho EU thông qua Ukraine, theo thỏa thuận trung chuyển với tập đoàn Japom của Nga, sự kiến hết hạn vào tháng 12. Hồi tháng 3, Ukraine tuyên bố không có kế hoạch kéo dài thỏa thuận nói trên với Nga và dừng nhận khoản phí trung chuyển trị giá hàng triệu USD. Ông Zelensky ngày 27 tháng 4 cho biết mục tiêu chính của Nga là ngành năng lượng bao gồm các cơ sở vận chuyển điện và khí đốt, đặc biệt là những cơ sở khí đốt đóng vai trò quan trọng để đảm bảo vận chuyển an toàn đến Liên minh châu Âu. Ông tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã bắn hạ được một số trong số 34 tên lửa các loại của Nga. Ông không nêu rõ cơ sở cụ thể nào đã bị nhắm mục tiêu cũng như liệu tên lửa có bắn trúng những mục tiêu đó hay không. Công ty dầu khí nhà nước Ukraine Lafogap cho biết Nga đã tấn công các cơ sở của họ nhưng không ai bị thương và nguồn cung cấp cho người tiêu dùng và khách hàng Ukraine không bị ảnh hưởng. Ông Maxim thống đốc của Lviv, xa biên giới Ba Lan, cho hay khu vực này đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm Kinzhan và lực lượng Ukraine đã bắn hạ ba tên lửa. Ông cho biết hai cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của quận Shichi và Chevonorab đã bị hư hại và bốc cháy và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Ông Zelensky lập lại lời kêu gọi phương Tây viện trợ tên lửa phòng thủ, đặc biệt là hệ thống Patriot, nói rằng Ukraine cần ít nhất 7 tổ hợp. Quy đạo của tên lửa và tính chất của cuộc tấn công đã được Nga tính toán theo cách khiến hoạt động của hệ thống phòng không của chúng tôi trở nên khó khăn nhất có thể. Mỗi tên lửa bị bán rơi ngày hôm nay là một thành quả lớn, ông nói. Theo Kyiv Post, trong ngày 23 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích xe tăng và xe bọc thép của Nga tại tiền tuyến Donetsk. Đợt tập kích do lực lượng đặc biệt Ukraine SSO thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đơn vị UAV chiến thuật Medoi thuộc trung đoàn số 3 của SSO đã phát hiện các phương tiện và cơ sở quân sự của đối thủ ở Donetsk. Đợt tập kích khiến Nga tổn thất một xe tăng T72, một pháo tự hành 2S6, một xe bọc thép, một cứ điểm và 11 binh lính, đại diện SSO cho biết. Vào đầu tháng này, SSO cũng đã thành công tập kích một kho đạn và loại khỏi vòng chiến đấu một xe tăng T90 của Nga. T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này có chiều dài 9,53m, chiều rộng 3,46m, chiều cao 2,19m, trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V841 công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60km h trên địa hình bằng phẳng. Về mặt hỏa lực, T-72 có một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát 1 phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 mới có giá từ 3-4 triệu đô la Mỹ, 2S6 Tunguska là pháo phòng không tự hành do Liên Xô phát triển, được thiết kế để đánh chặn các nguy cơ trên không ở tầm thấp. Pháo tự hành này được trang bị hai pháo tự động 2A38 30mm và 8 tên lửa phòng không 9M311. Trong thông cáo ngày 26 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công kết hợp có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh. Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công trong khu vực định cư Udeknoi thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, thông cáo nêu rõ. Udeknoi có nghĩa là may mắn trong tiếng Anh, khu định cư này nằm ở phía tây của Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhân sự và thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một ga bốc rỡ hàng đường sắt ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Thông cáo ngày 26 tháng 4 cho biết, trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực kéo hạng nhẹ M102-105mm của Mỹ, một radar an tpq 50 do Mỹ thiết kế, một pháo phản lực FH-70 của Anh và các vũ khí khác. Dòng viện trợ của phương Tây đến Ukraine đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây bởi bối cảnh bế tắc trong phê duyệt gói viện trợ ở Mỹ. Tuy nhiên, tuần này, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói viện trợ cho Ukraine và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay. Theo hãng tin Reuters, ngày 26 tháng 4 giờ địa phương, nhóm vũ trang Houthi thân Iran tuyên bố đã dùng tên lửa để tấn công tàu chở dầu Andromeda Star trên biển đỏ. Dữ liệu của công ty cung cấp dịch vụ bảo an hàng hải Ambre cho biết, tàu Andromeda Star thường xuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Nga. Vào thời điểm bị tấn công, tàu này đang chở dầu thô của Nga từ thành phố Pyramos, Nga sang thành phố Vadina, Ấn Độ. Song song với tuyên bố của Houthi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cũng xác nhận việc lực lượng thân Iran trên đã bắn ba quả tên lửa đạn đạo đối hạm về phía tàu Andromeda Star, khiến tàu này bị hư hại nhẹ. Ngoài Andromeda Star, nhóm Houthi còn tấn công tàu MV Masa ở gần đó, theo Sencom trong khi đó cơ quan hoạt động thương mại hàng hải vương quốc anh khẳng định houthi tấn công tàu adomeda star thành hai đợt trong đợt đầu tiên một tên lửa bắn đi và rơi xuống vùng nước gần mục tiêu kế đó ít nhất một trong hai tên lửa bắn ra sau đó đã gây thiệt hại cho con tàu trong nhiều tháng qua houthi thường xuyên tấn công các tàu hàng liên quan đến mỹ anh và israel di chuyển trên biển đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với người palestine ở giải gaza nhiều khả năng nhóm vũ trang này đã sử dụng thông tin không cập nhật khi tấn công tàu Adomera Star. Jay Hashi, người phát ngôn nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn diện tích Yemen này, khẳng định tàu Andomeda treo cờ Panama và thuộc sở hữu của doanh nghiệp Anh. Tuy nhiên, dữ liệu hàng hải quốc tế cho biết con tàu này vừa được bán cho một doanh nghiệp đăng ký tại Seychelles hồi tháng 11 năm 2023. Đây có thể là khả năng khiến tàu Adomera Star bị tấn công dù đang chở dầu Nga. Moscow là đồng minh lớn của Iran, trong khi Houthi nhận sự hậu thuẫn lớn từ Tehran. Kênh Military Summary nhận định, mỗi ngày các đơn vị Nga đánh chiếm và giành quyền kiểm soát hết làng này đến làng khác. Tình hình ngày càng trở nên bấp bênh khi lực lượng Kiev phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây ở một số khu vực. Tại Abdipka, từ Ocheretino, lực lượng Moscow phát triển ra nhiều hướng. Quân Ukraine ở Berdychi và Semenivka đã thất thủ kênh Riba cho biết, trên hướng Abdipka, lực lượng Moscow sau những trận giao tranh ác liệt đã chiếm hoàn toàn Semenovka với lá cờ Nga đã được cắm trên tòa nhà ở trung tâm ngôi làng. Đối phương cũng rút lui khỏi các vành đai rừng liền kề và rút lui về phía Tây, về phía Novopokrovsk. Một thành công khác là việc các nhóm tấn công của Nga tiến vào Novokalinov và thực sự tiếp cận vùng ngoại ô của làng Keramik Đồng thời, tình hình của đối phương ở Berichi đã trở nên phức tạp hơn đáng kể. Kênh Redoka đưa tin, dưới áp lực của cuộc tấn công của Nga, vốn đang phát triển tích cực trên toàn bộ hướng Abdiivka, lực lượng Kiev đang rút lui khỏi Berichi về phía Tây, từ bỏ ngôi làng mà họ đã cố gắng giữ vững trước sự tấn công mãnh liệt của đối phương trong thời gian dài. Quân đội Ukraine cũng bắt đầu rút lui khẩn cấp khỏi Semenovka lực lượng Moscow đã tích cực đánh bật đối phương ra khỏi Solojevo. Lực lượng Kiev đang cố gắng tập hợp lực lượng dự bị còn lại để chuẩn bị cho khu vực phòng thủ mới. Các đơn vị bỏ chạy đang tập trung tại làng Shokol, nơi họ dự định chờ đợi Nga tiến lên. Trong khi đó, ở Novo Kalinovo, các đơn vị Ukraine tiếp tục thực hiện những nỗ lực phản công vô ích và Nga đã vượt qua các vị trí của họ từ cả phía Tây và phía Đông kênh Shuri đưa tin, ở Bắc và Tây Abdivka, quân đội Nga tiếp tục tăng vùng đệm xung quanh Ocheretin. Từ các trục khác nhau, từ phía Bắc và phía Đông Bắc, các đồn điền và khu nhà nông thôn lần lượt được giải quyết. Theo hướng Novo Oleksandrivka và Akhansk, từ phía nam, Nga nắm quyền kiểm soát tất cả các vị trí bị đối phương bỏ trống ở Berdychi. Đồng thời, lực lượng của họ bắt đầu tiến về phía tây Semenivka, về phía vùng đất cao nhìn ra sông Duna. Hơn nữa, lực lượng Nga cũng tái khởi động các hoạt động ở phía nam umanske Theo kênh Riba, trên hướng Donetsk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa ở trung tâm Krasnogorivka, trong khi phần phía nam của khu định cư nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow. Kênh Military Summary cho biết Krasnogorivka giờ đây bị Nga cắt làm đôi, với khu vực phía đông bị cô lập với phần còn lại của thành phố kênh Suri Map đưa tin, trong khi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở trung tâm Krasnogorivka, Nga bất ngờ tiến công từ Staromi và nhanh chóng giành quyền kiểm soát đoạn tuyến phòng thủ khá lớn được gọi là khu nhà ma ám mà Kiev xây dựng từ năm 2014. Cuộc tiến công này, mặc dù phức tạp do số lượng chiến hào, nhưng cho phép quân đội Nga tiến vào Krasnogorivka từ phía bắc qua khu nông trại Kamisky, trong tình huống này, Kiev sẽ buộc phải từ bỏ các tuyến phòng thủ phía đông cũng như lãnh thổ tiểu khu và bệnh viện. Kết quả trận chiến có thể được quyết định sớm hơn dự kiến. Nguy cơ Krasnogorivka thất thủ ngày càng rõ hơn. Kênh Suri đưa tin, ở phía đông Chasovya, sau 6 ngày chuẩn bị bằng hỏa lực bom và pháo binh, quân đội Nga bắt đầu mở đợt tấn công mới ở trục này, đánh chiếm thành công các phần mới của núi Baba nằm ở ngoại ô phía nam quận Kanan. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công theo hướng Avdivka. Trên toàn mặt trận có 79 cuộc đụng độ. Báo cáo có đoạn, tổng cộng đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 67 cuộc không kích và 54 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiaz, Liman, Bakhmut, Avdivka, Novo Pavlovsky, Marinka và Orekhov Zaporizhia. Theo hướng khê sân, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi các đầu cầu tảng ngạn sông Dnieper. Trong vòng 24 giờ, với sự hỗ trợ của không quân, họ đã thực hiện ba cuộc tấn công bất thành vào các vị trí trong khu vực làng Krinky. Báo cáo cho biết, kênh Deep State của Ukraine xác nhận lực lượng Moscow phát triển thế tấn công từ Avdiivka về phía Tây và họ đã giành thắng lợi, chiếm được các làng Solovevo và Semenovka. Deep State cho biết, những cảnh quay trong video ngày hôm nay và những người bạn của chúng tôi cho thấy đối phương đã chiếm được hai ngôi làng cùng một lúc. Solovevo đã bị nghi ngờ ngày hôm qua và hôm nay một đoạn video đã xuất hiện với cảnh mũi xung kích Nga được dâng lên ở phía Tây Bắc của ngôi làng. Các nhà phân tích lưu ý rằng tình hình trong khu vực tiếp tục xấu đi. Ông Veniamin Kondratiev cho biết, dạng sáng nay 27 tháng 4, hàng chục UAV đã cố gắng tấn công một nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng ở Kuban. Theo ông Kondratiev, hơn 10 UAV đã bị đánh chặn ở các quận Slavyansky, Serevsky và Kuchevsky. Quan chức này cũng cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang dập tắt đám cháy sau vụ tấn công bằng UAV gây ra. Sau đó, người đứng đầu quận Slavianski thuộc vùng Krasnodar nói thêm rằng tháp trưng cất tại nhà máy lọc dầu Iski đã bị hư hại trong một cuộc tấn công. Theo người dân địa phương, một đám cháy bùng phát tại nhà máy nhưng nhanh chóng bị dập tắt. European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tại cuộc họp của nhóm liên hệ về quốc phòng Ukraine định dạng Ramstein đã xác nhận quyết định của Madrid gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Kiev. Trong cuộc họp, bà Robles cũng thông báo về việc giao một lô đạn pháo cỡ lớn mới cho Ukraine, đồng thời cho biết Tây Ban Nha có kế hoạch tiếp tục gửi thêm đạn pháo cỡ nòng 155 và 120mm trong những tháng tới nói về sự đóng góp của Tây Ban Nha cho lực lượng phòng không Ukraine. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo chuyến hàng gồm một tổ hợp tên lửa đánh chặn phòng không Patriot tầm xa sẽ đến căn cứ hậu cần trong 4 ngày. Cũng trong 2 tháng tới, Tây Ban Nha có kế hoạch chuyển sang Ukraine, súng máy, xe hậu cần bánh lốp, xe bộ binh bọc thép, vũ khí chống tăng và pháo binh dã chiến, cũng như vũ khí chống UAV và xe tăng Leopard. Truyền thông trước đó đưa tin hôm 26 tháng 4 rằng Tây Ban Nha từ chối cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot. Nhưng trước áp lực từ NATO và EU, họ đã đồng ý chuyển giao tên lửa cho Kiev để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Trước đó, Financial Times đưa tin Hy Lạp và Tây Ban Nha đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các đồng minh EU và NATO trong việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. European Pravda đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26 tháng 4 công bố danh sách vũ khí sẽ đặt hàng từ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng lưu ý họ sẽ đặt mua thêm đạn dược cho Ukraine với giá 6 tỷ đô cho các hệ thống Patriot, Nasam và Hima, đạn pháo 155mm và 152mm tên lửa dẫn đường chính xác. Gói cũng bao gồm thiết bị tích hợp các bệ phóng, tên lửa và radar của phương Tây với hệ thống phòng không của Ukraine, thiết bị chống máy bay không người lái, chạm radar phòng không, radar phản pháo, máy bay không người lái Sweet Bullet và Puma, cũng như các phương tiện hỗ trợ sản xuất UAV của Ukraine. Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch đặt hàng các hệ thống UAV, phương tiện chiến thuật để cứu cáo vũ khí và thiết bị, vũ khí nhỏ và đạn dược, phụ tùng thay thế và bảo trì. Sau cuộc họp lần thứ 21 theo thể thức, Ramstein, người đứng đầu lầu năm góc Lloyd Austin, đã xác nhận rằng Mỹ đang phân bổ 6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo cơ chế USAI liên quan đến việc chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ để sản xuất vũ khí mới cho Ukraine, thay vì cung cấp thiết bị từ kho của nước này. Điều này trở nên khả thi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký quyết định phân bổ gần 61 tỷ đô viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. VRT đưa tin, Alexander Dekru và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Lufidin de Donder tuyên bố, chính phủ Bỉ đã quyết định đẩy nhanh việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của riêng mình cho Ukraine và thực hiện việc này vào cuối năm 2024 mà không cần chờ thành lập đội các mới. Thủ tướng Dekru gọi quyết định cung cấp F-16 là một bước tiến lớn để bảo vệ Ukraine đồng thời nhắc lại rằng Bỉ đã là thành viên của liên minh máy bay chiến đấu và cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bay cũng như đào tạo phi công Ukraine. Người đứng đầu Bộ quốc phòng Bỉ không đưa ra mức thời gian cụ thể về việc gửi F-16 tới Ukraine, nhưng đảm bảo rằng việc này sẽ diễn ra nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giao máy bay vào cuối năm nay. Tôi muốn nói rõ rằng sự an toàn của chính chúng tôi sẽ không bị xâm phạm. Bà De Donder nhấn mạnh. Bỉ là một trong 13 quốc gia tham gia liên minh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trước đó, họ đã lên kế hoạch bắt đầu giao F-16 cho Ukraine và nước này đang dần thay thế bằng những chiếc F-35 hiện đại hơn từ năm 2025. Theo báo chí đưa tin, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào khoảng tháng 6 năm nay. Tổng thống Macron nói, có nguy cơ châu Âu của chúng ta có thể diệt vong chúng ta không được chuẩn bị để đối mặt với các rủi ro. Trong bài phát biểu kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, ông Macron cảnh báo rằng các áp lực quân sự, kinh tế và những áp lực khác có thể làm suy yếu và phân mảnh Liên minh châu Âu, EU, gồm 27 thành viên. Ông Macron cũng tuyên bố Nga không được phép thắng ở Ukraine. Ông kêu gọi tăng cường năng lực an ninh mạng của châu Âu, thắt chặt quan hệ với nước Anh hậu Brexit và thành lập một học viện châu Âu chuyên đào tạo nhân lực quân sự cấp cao. Bên cạnh đó, Nhà lãnh đạo Pháp còn cho rằng người châu Âu nêu ưu tiên mua vũ khí, khí tài của chính châu Âu. Phát biểu của ông Macron nhận được phản ứng tích cực từ Thủ tướng Đức Sons. Ông Sons viết, Pháp và Đức muốn châu Âu hùng mạnh. Bài phát biểu của ngài chứa đựng những ý tưởng tốt về cách thức đạt được mục tiêu đó. Tổng thống Macron đã từ lâu kêu gọi châu Âu tự chủ chiến lược, tức là bớt dựa vào Mỹ. Ông Macron nói, châu Âu phải chứng tỏ rằng nó không bao giờ làm chư hầu của Mỹ và châu lục này cũng biết cách nói chuyện với tất cả những khu vực khác trên thế giới. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 26 tháng 4, Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiếp ông Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mối lo ngại của Bắc Kinh rằng Washington đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của nước này. Đây là một vấn đề cơ bản cần được giải quyết, giống như chiếc nút áo đầu tiên trên sơ mi phải được cài đúng cách để từ đó mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ thực sự ổn định, cải thiện và tiến về phía trước. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tập Cận Bình nói, còn theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, tại cuộc tiếp ông Blinken, ông Tập Cận Bình nói năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh đó, hai quốc gia nên là đối tác không phải là đối thủ, đồng thời phải hiểu nhau, không làm tổn thương lẫn nhau và nên tìm kiếm điểm chung trong khi khắc phục khác biệt. Ông cũng đưa ra ba nguyên tắc cho quan hệ Trung Mỹ là tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi không sợ cạnh tranh, nhưng cạnh tranh nên hướng đến tiến bộ chung, không phải cái được của bên này là cái mất của bên kia." Ông tập nêu vấn đề khẳng định nước này không tập hợp lực lượng hay tạo ra các nhóm khép kín nhà lãnh đạo trung quốc cũng nhấn mạnh cả hai bên có thể có bạn bè và đối tác riêng của mình không nhắm vào nhau không đối lập với nhau và không làm tổn thương nhau trung quốc vui khi thấy một nước mỹ tự tin cởi mở và thịnh vượng và hy vọng rằng mỹ cũng có thể có cái nhìn tích cực về sự phát triển của trung quốc ông tập nhấn mạnh Trước đó trong cuộc gặp với ông Blinken, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Vĩ Von, con tàu khổng lồ quan hệ Trung Mỹ đã ổn định nhưng những yếu tố tích cực trong mối quan hệ vẫn ngày càng gia tăng và thành hình. Ông Vương Nghị cũng cáo buộc Mỹ đã thực hiện các biện pháp bất tận để đàn áp nền kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc đã bị đàn áp một cách vô lý và các lợi ích cốt lõi của chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức, ngoại trưởng Trung Quốc nêu lập luận Chuyến thăm 3 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Blinken từ ngày 24 tháng 4 không mang lại nhiều tiến triển trong các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm quan ngại của Mỹ về hàng xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc và căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan, Biển Đông. Thay vào đó, cả hai bên đang tập trung vào các vấn đề thực dụng như trao đổi nhân dân, theo Reuters. Theo các chuyên gia của ISW, dù không thể nhanh chóng, nhưng lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Chasipya ở tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Nga tăng sức ép lên Chasipya kể từ tháng 3 bằng các cuộc tấn công liên tiếp. Nếu kiểm soát được Chasipya, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào các thành phố thị trấn, được coi là vành đai phòng thủ quan trọng cho Ukraine ở tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đang cố gắng kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine kịp nhận vũ khí viện trợ từ Mỹ những vũ khí này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trong những tuần tới. Trong thời gian này, các chỉ huy quân sự Nga có thể tăng cường các hoạt động tấn công ở phía tây bắc Abdiivka vì khu vực này mang lại nhiều cơ hội hơn để đạt được những lợi ích chiến thuật nhanh chóng. Quân Nga ở mặt trận Abdiivka cách mục tiêu tác chiến của họ là thị trấn Pokrovs khoảng 30 km và cách các ngôi làng tương đối lớn ở phía đông Pokrovs khoảng 17 km. Các nhà phân tích quân sự nhận định các cuộc tấn công của Nga ở phía tây Abdipka có thể mang lại lợi thế chiến thuật cho họ, cho phép Moscow đạt bước tiến đáng kể. Giới chức quân sự Ukraine nhận định Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát Chasipya trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky, Nga muốn xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bắc Mớt, tiến tới kênh Siversky Donetsk Donbass, kiểm soát Chasipya và sau đó tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Tướng Sisky nói các lữ đoàn của Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, song thừa nhận mối đe dọa vẫn còn. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cảnh báo quân đội Ukraine có thể đối mặt với tình hình khó khăn vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 khi Nga tăng cường độ tấn công, tranh thủ thời gian Ukraine chờ viện trợ từ phương Tây. Một số nhà phân tích cho rằng số phận Chazipya đang phụ thuộc vào tốc độ bàn giao vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Roman Svitan, nếu giành được Chazipya, Nga sẽ tấn công khu vực xung quanh Kramatorsk kế hoạch của Nga thành công hay thất bại phụ thuộc vào số lượng đạn pháo mà Ukraine có. Ông nhận định nếu các đồng minh kịp cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, họ sẽ có thể bảo vệ hiệu quả các vị trí của mình và giữ vững Chasipya. Đầu tuần này, Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nửa năm đình trị do bất đồng ở Quốc hội. Gói viện trợ được cho là sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phải mất vài tuần, gói viện trợ mới có tác động đến tình hình chiến trường. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25 tháng 4 cảnh báo Nga có thể đáp trả về mặt kinh tế và chính trị nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Ông Ryabkov nói tất nhiên hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Nhiều đại diện cấp cao trong chính phủ của chúng tôi đã đưa ra đề xuất về các biện pháp đáp trả kinh tế tài chính đối với phương Tây. Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, chúng tôi đang xem xét các biện pháp thích hợp đáp trả nhằm vào tài sản của các đối thủ phương Tây, cũng như các biện pháp đáp trả ngoại giao. Ông không nêu rõ việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao có thể dẫn tới điều gì. Trước đó, Điện Kremlin nói rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đã ở mức thấp dưới không mặc dù chưa có sự hạ cấp chính thức nào về quan hệ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở Liên minh châu Âu-EU. Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu các tài sản đó để hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga và tái thiết đất nước. Gần đây nhất, Hạ viện Mỹ cuối tuần trước thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Dự luật này cho phép tổng thống Mỹ tịch thu tài sản Nga đang giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển cho Ukraine, hơn 6 tỷ đô la Mỹ trong số 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga nằm trong các ngân hàng Mỹ. Thượng nghị sĩ Rand Paul, người hoài nghi về đề xuất này, đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là một hành động chiến tranh kinh tế các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, bất chấp những lo ngại rằng điều này sẽ vấp phải thách thức pháp lý. Trong khi đó, EU miễn cưỡng làm như vậy vì lo Nga trả đũa, các quốc gia EU, những nước đang nắm giữ phần lớn các quỹ bị đóng băng, được cho là lo ngại việc tịch thu tài sản Nga sẽ gây bất ổn cho đồng euro. Điện Kremlin cảnh báo Moscow đã có sẵn danh sách các tài sản của Mỹ và châu Âu để tịch thu trong trường hợp phương Tây quyết định tịch thu tài sản của Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, Mỹ và các nước châu Âu đã ra sức viện trợ cho Kiev và áp lệnh trừng phạt Nga. Mỹ là bên viện trợ nhiều nhất. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 4 đã ký thông qua dự luật cấp gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nửa năm nguồn viện trợ bị đình trệ. Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cũng tiết lộ Washington đã bí mật chuyển hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS có tầm bắn 300 km cho Kiev. Ukraine được cho là đã là lần đầu tiên sử dụng vũ khí này vào tuần trước để tấn công một căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea. Phản ứng về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đây là vũ khí nguy hiểm và chỉ gây thêm rắc rối cho Ukraine, song không thể thay đổi tình hình ông peskov nói mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này họ đang đi theo con đường tăng phạm vi hoạt động của hệ thống vũ khí mà họ cấp cho ukraine điều này về cơ bản sẽ không thay đổi chiến dịch quân sự đặc biệt của nga chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu nhưng điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho chính ukraine